Tôi xin kính chào các bác ạ. Đây là những cái chậu địa lan cổ tứ thời được tôi chăm và nó nở hoa kéo dài gần 4 tháng rồi. Nay vẫn còn rất nhiều hoa và thậm chí là vẫn còn rất nhiều cái cần hoa. Tới đây nó sẽ nở tiếp. Nhân đây tôi có làm cái video để mà chia sẻ với các bác yêu hoa lan nói chung và địa lan nói riêng có thể hiểu thêm về cái dòng địa lan cổ này, nhất là bác nào mà chưa hiểu về địa lan có cái niềm yêu thích với cái hoa địa lan thì rất nên tham khảo cái video này. Video sẽ bao gồm hai cái nội dung chính sau đây. Nội dung một là các đặc điểm quý của địa lan cổ tứ thời. Thì nó có rất nhiều cái đặc điểm quý và hay. Tôi tổng hợp được 6 cái điểm sau đây. Thứ nhất đó là cây này thì rất là dễ chăm sóc. Nhiều người nói đến địa lan là rất sợ bởi vì cứ nghĩ rằng nó là một cái dòng khó tính, khó chăm sóc. Thế nhưng mà với cái địa lan cổ tứ thời này thì nó dễ chăm sóc. Đây là những cây mà tôi chăm sóc kết hợp với lại những cái cây khác, ví dụ như là đây là nhất chi mai này, đây là cây linh sam này, và tôi cũng đặt nó ở những cái vị trí vật vờ như này vì là tôi không có điểm trồng cố định mà thỉnh thoảng tôi lại thay đổi vị trí của nó, nhưng mà nó cũng rất là dễ sống và rất khỏe. Thứ hai là địa lan tứ thời rất dễ nhân giống. Nó khỏe cho nên là nó đẻ măng mạnh lắm. Có thể đẻ quanh năm nhé. Thậm chí mùa đông năm nào mà ấm áp nó còn đẻ mạnh hơn cả mùa hè. Đây các bác thấy không? Là trên cây nhá, vẫn có hoa này. Đó. Vẫn có các cái măng mà mới phát triển lên này. Đấy mà nó măng nó rất nhiều luôn nhá. Thứ ba là dòng lan này rất dễ ra hoa. Gần như bác mà mua đúng giống nhá, bác chăm sóc bình thường thôi, cây nó khỏe là nó lên hoa, chứ bác không phải sợ cái việc là phân bón gì nó cao cấp, kỹ thuật nào nó cao siêu cả, mà cứ chăm nó đạt yêu cầu là nó nở hoa. Không những vậy mà cái thời gian từ khi nó xuất hiện cần nụ cho đến lúc nó nở hoa rất nhanh. Tôi ví dụ với các bác đây này, là cái ngón tay tôi chỉ các bác đây nhé, là một cái mầm nụ nó sắp xuất hiện này, thì là cần nụ thường là đầu nó tròn và nó màu tím, thế còn cái mầm măng lên thân lá là đầu nó dẹt và nó màu xanh, thì như thế này là 1 tháng sau nó sẽ nở hoa. Thế còn đây là cái cần mà nó xuất hiện mới được gần 1 tuần nhé, và tôi tin chắc là với thời tiết đẹp như này thì chỉ có 18 đến 20 ngày nữa thôi nó sẽ nở hoa như thế này. Thứ tư là hoa rất thơm. Địa lan thì có rất nhiều dòng giống khác nhau. Có những dòng thì nó thơm, có dòng thì không. Còn đối với tứ thời này thì hoa rất thơm nhé. Đây, cây này là tôi mang đến cơ quan chơi 1 tuần này. Thơm khắp phòng làm việc của tôi luôn ạ. Thứ năm là cũng liên quan đến hoa. Đó là mùa hoa địa lan tứ thời kéo dài rất lâu. Nó bắt đầu nở từ tháng 4 cho đến tháng 10 âm lịch. Do vậy mà cái thời gian chúng ta được thưởng thức hoa rất lâu, hoa lại thơm nữa. Nó mang cho chúng ta rất nhiều cái thi vị. Kể cả là mùa hè nắng rất gay gắt nhưng mà cây địa lan này nó vẫn có hoa bình thường. Thứ sáu là khuôn của bông hoa rất là bền. Một số dòng hoa lan thì nó chỉ nở được khoảng 1 tuần là bắt đầu các cái khuôn hoa nó có sự thay đổi đi. Có thể là nó co cánh này, nó quăn cánh này, nó không còn giữ được như ban đầu. Nhưng đối với địa lan cổ tứ thời này thì là các cái khuôn hoa nó giữ được rất lâu. Kể cả trong mùa hè nhé, nó có thể kéo dài được hơn 20 ngày. Mà khuôn hoa nó vẫn giữ được đẹp từ lúc nó nở cho đến lúc gần tàn. Với cái đặc điểm này thì chúng ta sẽ luôn luôn được ngắm những bông địa lan rất đẹp. Và thời gian tồn tại của một bông hoa cũng rất dài. Thông thường nó ngoài 20 ngày là trung bình.
Nếu như một cây khỏe, khí hậu tốt thì một bông hoa có thể bền được hơn 1 tháng. Đó là những cái đặc điểm quý của cái dòng địa lan cổ tứ thời. Tất nhiên là nó cũng có những cái điểm không đẹp, ví dụ như là màu sắc hoa này thì nó cảm giác là không được sắc nét, cái củ của hoa thì nó không được tròn, và quan sát cái chậu hoa thì cảm giác nó không được mượt mà lá nó hơi thô cứng. Nội dung thứ hai là một số cái vấn đề lưu ý về kỹ thuật, thì nó cũng bao gồm 6 cái lưu ý sau đây. Vấn đề thứ nhất đó là giá thể trồng. Giá thể tốt nó sẽ bao gồm 3 thành phần chính sau đây. Thứ nhất là xỉ than, thì có thể thay thế bằng đất Akadama cũng được. Thứ hai là đất phù sa, thì có thể thay đất phù sa bằng đất núi đỏ cũng tốt. Thứ ba là vỏ lạc. Vỏ lạc thì nó khá là thô, thoát nước tốt và nó cũng không nhanh mủn vụn ra, cho nên là nó đảm bảo được thông thoáng để mà nó có thể cung cấp oxy cho rễ này, đảm bảo ngấm nước và thoát nước ở chậu. Đất trồng rất là tốt. Các sản phẩm thay thế vỏ lạc thì có thể là trấu hoặc là sơ dừa, mùn cưa đều được. Các cái giá thể này đều được phơi thật là khô nhé. Thế sau đó là mình tưới cho nó ngấm đủ nước và tiến hành đưa vào trồng. Khi mà phơi khô như vậy thì các cái nấm bệnh, trứng côn trùng, trứng giun ở trong đất nó giảm đi rất nhiều. Vấn đề thứ hai là về thao tác trồng. Thì khi trồng chúng ta cần phải đảm bảo cho cái bộ gốc của địa lan nó thật là vững. Thế nhưng mà nó phải nhô lên cao một chút. Khi mà cụm địa lan này nó vững gốc ấy, cộng với nơi chúng ta đặt đó, nó tĩnh gió, thì là khả năng ra rễ của nó rất tốt. Sau này nó tạo ra một cái cụm địa lan vững chắc. Thế còn trồng cao gốc lên một chút để mà các cái mầm ngủ này nó sẽ ăn được ánh sáng, và khi đó nó sẽ phát rất nhiều mầm mới. Đây, tôi chứng minh cho các bác. Đây, mầm mới này. À, nó lộ ra. Thì nó ra được, nó lộ được. Cái chỗ mà ngón chỉ tôi chỉ đây là chỗ này 100% là cái cần hoa đang lên các bạn. Đấy, chứng tỏ là những cái cây này nó sẽ còn ra ngồng hoa rất là lâu. Tương tự như vậy đây, các bác thấy những cái chỗ này là cụm mà đang ra chi chít măng luôn. Mùa thu là cái mùa mà địa lan nó phát triển măng rất là mạnh. Vấn đề thứ ba là môi trường đặt cây thì phải có nắng, và mùa hè thì cần tránh ánh nắng buổi trưa là tốt nhất. Còn cây nó càng được ăn nắng tốt thì hoa nó càng thơm, và nhìn cảm giác cái cây cũng như là cái bông hoa nó được nắng thì nó khỏe khoắn. Còn trường hợp thiếu nắng thì cảm giác cái bộ lá cũng như là cái bông hoa nó nhợt nhạt, màu sắc nó kém và cái độ bền thấp, cây rất là dễ bị sâu bệnh. Đặc biệt trong mùa đông ạ, thì là nên cho cây nó ăn nắng nhiều nhất có thể, thì là nó sẽ phát mầm cả mùa đông nhé. Và môi trường trồng cây cần có gió nhẹ, khi gió như vậy ạ, thì là nó sẽ thoáng cái môi trường, cái ẩm độ của vùng trồng ấy nó ít cái nguồn bệnh hơn, thì cây nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài ra thì khi có gió nhẹ thì hương của cái bông hoa này nó sẽ lan tỏa đi rất xa. Thế nhưng mà không được gió mạnh, bởi vì gió mạnh quá thì nó có hiện tượng là gãy lá. Gãy dập lá là một trong những cái điểm xấu của tất cả các dòng địa lan. Lưu ý thứ tư là về phân bón, nước tưới và xử lý sâu bệnh. Thì về phân bón á, thì cây địa lan này nó rất cần phân bón hữu cơ. Còn trong trường hợp mà bác sử dụng phân bón hóa học thì bác cần phải sử dụng các cái loại hóa học cao cấp, ví dụ như là Gromor này, N3M, thì cây nó sẽ sử dụng được tốt hơn và nó đảm bảo an toàn hơn. Đối với cái dòng hóa học phổ thông thì cây nó dễ bị sốc. Nhìn chung là địa lan nào cũng vậy, không thích hóa học phổ thông.
Nhưng mà nhìn chung là địa lan thì nó sử dụng rất là ít phân bón, cho nên là nó không tốn phân thì nó cũng không tốn tiền đâu. Chúng ta nên đầu tư cho nó những cái dòng phân bón cao một chút. Về nước tưới ấy, thì cây rất thích là ẩm ở giá thể và ẩm ở môi trường. Thế nhưng mà ẩm quá thì cây nó lại rất hay bị thối rễ. Cho nên là cái giá thể ban đầu trồng nó rất quan trọng, đảm bảo ngấm nước tốt và thoát nước tốt. Thế còn trong quá trình tưới nước thì nó không khó. Nhìn chung là mỗi một ngày không mưa, tôi tưới cho cây một lần thì tôi thấy là rất đảm bảo. Về sâu bệnh thì cần chú ý, cây nó dễ bị các con ốc, con sên nó ăn rễ non. Bởi vì là cái rễ non của nó mềm, nó chỉ có cái sợi gỗ ở trong giữa thôi. Cho nên nó rất dễ bị tấn công bởi các cái con côn trùng và các con sinh vật thân mềm. Ngoài ra thì còn có sâu ăn thân lá và cần hoa. Bệnh thì rất nguy hiểm là cái bệnh thối rễ do nấm và vi khuẩn. Ngoài ra thì còn có cái bệnh đốm lá. Đây tôi ví dụ các bác, đây là bệnh đốm lá. Người ta có thể chăm sóc cho cây nó khỏe, nó giảm bệnh thôi. Chứ còn để mà phun phòng trị triệt để cái bệnh đã xuất hiện thì hơi khó. Thì tại cái video này tôi chỉ nêu một số cái lưu ý đối với phân bón, nước tưới và xử lý sâu bệnh thôi. Còn tôi sẽ có cái video riêng về những nội dung này. Vấn đề thứ năm là một số tác động về cắt tỉa. Thì nên cắt bỏ những cái lá khô hoặc là những cái lá bị bệnh để mà cây nó giảm bớt cái nguồn bệnh đi, cũng như là nó thông thoáng cho cái chậu địa lan. Và rất nên cắt bỏ những cái bẹ khô ở trong gốc đây này. Đấy, để mà nó hở các cái mầm ngủ ra. Khi hở như vậy, mầm nó được tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ xuất hiện có thể là cần hoa hoặc là cái mầm măng của thân cành đều tốt. Vấn đề thứ sáu là tách khóm, tức là nhân giống đấy. Thì cây địa lan này rất là dễ nhân giống nhé. Sẽ vào cuối cái mùa nở hoa của nó. Thì thông thường là vào từ tháng 9 âm lịch đến tháng 10 thì tách khóm nó rất là thuận lợi. Chúng ta cần phải tách ra những cái khóm để mà đảm bảo nó không quá dày rậm và to quá. Những khóm to là nó cứ bị chết các cái gốc già trong giữa này và nó cứ lan ra, dẫn đến là yếu và chết cả chậu lan. Cho nên là chúng ta nên tách ra để vừa giúp cho cây khỏe mà chúng ta lại có nhiều chậu lan để chơi. Ví dụ như là những chậu địa lan này thì cuối năm tôi sẽ tách ra làm ba này. Ở đây này có một cái vết tách dọc chỗ này và chỗ này, tôi sẽ tách dọc ra thì tôi sẽ được ba chậu lan. Giờ này sang năm thì mỗi chậu nó lại to như này, bởi vì chính tôi năm ngoái cũng đã tách cái chậu địa lan này y như vậy. Tương tự như cây này cũng thế, nó đang ra rất nhiều măng. Khi nào các cái măng này nó thành thục thì nó cũng rơi vào cuối tháng 9 âm lịch, thì tôi tiến hành tách cái thời điểm đó tôi thấy rất là thuận lợi. Thưa các bác, là trên đây tôi giới thiệu với các bác một số cái đặc điểm quý của dòng địa lan tứ thời, cũng như những cái lưu ý về kỹ thuật để bác có thể trồng chăm sóc có được những chậu địa lan vừa khỏe lại sai hoa. Tôi xin phép được dừng video nhé. Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Xin kính chào các bác.